iTunes. Nó mới dạy xong cho iTunes không em? What happened over there? Yeah, two of them. One right here and one right there. I got another iTunes gift card. Another car? Yeah. Isn't it? Right here. This is a Visa card. $50. No, but I have two iTunes. Lực lượng lâm nan mới đây phải cho nó mới đây mà. In the bag, the box, the garbage. Make sure you don't throw in the garbage. Look in the garbage bin. You have it. Give it. Cái đó động nước là nó bị gì á? Nước đó phải xịt lấy cái steamer, cái pressure. Có cái sân này ra thấy nó rộng nhà thêm ấy. Phải không? It looks bigger when you have this portion. Yeah. Okay. Space. Yeah, man. Let's go back. Let's go. And then we send them the little clips that we say we just invaded the house. Yeah. When nobody home. Come on, start the lights, right? Hey, well, you put your jacket. Surprise! Look at all my fame, huh? FBI! Hello, Lou. Your sister is watching you later. Your sister is watching my videos on my YouTube channel. Are you doing a vlog? Yeah. What's your name? I have a special name, Lao Dong Ta, Florida. I'll check your channel. Yeah. Well, actually, I'll check it right now. Make sure you subscribe too. Cần á, không lúc nó quay quay đi. Đây, được phải không? Nó quay quay đến đây à? Ai? Nó nhấp tôi đó. Ồ, lớn nhanh lắm, nít nó ở đây lớn nhanh lắm. Nó lớn lên nó phì giống như bong bóng mấy đứa đây vậy như vậy á. Ủa? Đất tiền á hả? Giờ nó sao lớn lên này nó cao. Anh xem giờ đất đi. Nít mà. Ừ. She came to your house before in the winter. Okay. Sao đi chơi nãy giờ đâu vậy? Không nhớ, có hiền hả? Quá. Xưa nó nhỏ xíu rồi, bây giờ nó lớn rồi. Nó có 3 năm hả? 3 năm hả? Ừ. Mà 3 năm trước nhỏ xíu hả? Ừ, nhỏ xíu, xíu hả? Giờ đứng cao hơn mẹ nữa. Cao hơn ba nó luôn với mẹ. Lúc mà Hy Tân đi về Cali đâu rồi. Sao nó bao cao? Hy Tân đang nhớ thì nó bao cao vậy? Nó cao lắm. Nít mà 7 năm rồi. Nó nói chuyện như Như không? Như tí là nó coi á. Em post là cũng Như đi coi á. Trời ơi. Khá ra nó coi hôm nó coi video. Từng rồi có party nhà nghe cô hai rồi. Nó nói nhà của mình à. Yeah, nó coi em đó. Coi em đó. Hy Tân đi về Cali. Yeah, hello. Use the MacBook. Oh, speak to your sister. She'll probably see you later on my YouTube channel. Hi. Yo. Good luck staying with your boyfriend at home. Oh, you mean boy, man. Wish her a Merry Christmas too. Merry Christmas. By the way, he was not a marble. No. I didn't use your laptop. Why? He took because your that's how you call it, bro. He took your marbles and threw them. Give me the password. Okay, I really don't care. Give me the password. MacBook, MacBook Air Go. MacBook Air Go. Go, right? You got a channel name? No, I don't have a channel name. Oh, I don't use YouTube. No?
Well, I have a channel to watch, but like not a channel to like make video. Yeah, I know. I saw you. Oh, you did? Yeah, I saw Dustin in India. Right? Yeah. Hai sư huynh. Dạ khỏe. Nói anh chào thấy lên đi xuống. Đi thả hai casino xong. Thường thường 4 lên 2 xuống. Hả? Thường thường 4 lên 2 xuống. 4 lên là thứ nhất là lên mà lên máu, lên mỡ, lên lên cân. Lên huyết áp. Khỏe đâu. Uống nhiều quá quậy. Không, mình chăm sóc nhà ha, chết mỏi. Ôi, có đèn lên sao không ra? Cháy. Ủa sao cái giữa cái tắt vậy? Nghĩ nó không phải đứt bóng rồi. Đứt bóng? Hả? Đứt bóng nhà nó bị đổ xài, cái này đổ xài. No, cái đó là giặt á, tại vì tới giờ hết điện, tự nhiên mà nghe rồi. Nó LED mà. Không LED mà nó có cái tim trong. Nó có cộng gì vậy? Mà tự động nó tắt là tự động nó mở cái đèn đó. Ống cái đèn này. Em đi học khó lắm. Bạn nhậu nó nói chuyện hả? Hôm qua Lương Thông với Bon đâu nói chuyện, mới qua gặp Kim nội ngoại kêu hai đứa nói chuyện, đâu biết gì đâu nói. Thì đó. Đáng sao không? Nó quá trời luôn. Sao từ Cali đáng qua đây Cali đi? Mấy ngày á. Ba mấy ngày đi, 4 ngày 3 đêm. Vì đâu có nghỉ rồi đâu ai. Có nghỉ ở Houston. Vợ thấy nó ở gì chứ mà nó ăn hồn dữ, ăn mạnh hơn mình luôn á. Gấp 2 lần. Đúng rồi. Cái metabolism nó mạnh. Cái metabolism nó mạnh, nó bơi nhiều hơn. Nó bơi được mà nó cũng có bạn nó bơi mà. Bơi mà nó không bơi. Bơi được. Bơi được. Ở đây có hồ á. Có hồ mà có bạn chơi mới bơi. Thì sẽ dưới địa phương. Bộ mà cái hồ có nó mở lên đó. Đây mình thằng cái hàng bên đó. Là 4 thằng bây giờ là 4 thằng. Dạ 4 thằng đó. Gặp lời nó quay nhau. 4 thằng không lời mới nói dữ. Ở sao con không bên là nhỏ nhất hả? Dạ có. 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 Lớp tình trước cũng bằng bằng vậy mà, bây giờ bốn thì nó không mặt quá mà nó cao lên ha. Xưa nó mặt, giờ thì nó ổn rồi, nó cao. Hỏi nhớ cô Hiền không nhớ? Nhớ giữ cô Hiền đi, cô nhớ số không nhớ hả? Không nhớ. Nó còn nhỏ, mấy tuổi, lúc đó nó qua mấy tuổi rồi. Mới đi 3 năm rồi đó. Đâu 3 năm. Hồi lúc kia qua 3 năm, mới lúc vừa qua có má nó rồi, có 5 năm. 5 năm rồi đó. Gì? Mới đây thôi. Lâu rồi. 100%. You're blocking the camera thing. Right there. Oh! There you go. It's got your face. Got it? This one, right? Lão Đông Ta, Florida. This yeah. one, right? Yeah. Oh. Yeah. Yeah, then, yeah, that one. That's the brand new Taipei. Yeah. I think this is the one that we had your mom in there and not your mom, your aunt and grandma. Did it? Yeah. Yo, Kevin, look. Really here? No. It's just this. Yeah. Yeah, my aunt, yeah. Yeah, your aunt. Give me an idea. Yeah, that. That's her. Yeah. Put it in the door. Wait, I have an idea. Put it in the laptop. No, I have a box definitely. Right there specifically for you. Well, you're kind of famous. Soon you will. Sooner later in 5 years, maybe. Oh, let me see. I just started out like actively like less than a month ago. Yeah, and you already got 2K. That's pretty fast. It's pretty good, yeah. It's like, just like a decent art. I'm gonna run out of film. Yeah, you gotta art. It's not gonna be our fault.
Is it yours? Sooner, like a year. I will use all the like film if you don't want. In like 2 years. Give me the password. If you like carrying it more recently, give get like million and then 10 million. You get all those blade buttons put on your wall and flex on people. I wish maybe I get 100,000 before I retire. Well, this shop doesn't really need you to retire. I see like an 80-year-old man, and they still block every day. Yeah. That's why I'm recruiting everybody, you know, like friends. Block is like a new type of thing now. Yeah. It's starting out with friends, Facebook friends, media. Yeah. What you're doing. People really like to go into other people's privacy. Oh my God. Like watching what they do every day. Yeah. Thank you. Oh, especially if we're here, we want to watch things in Vietnam. Yeah, but in Vietnam, they want to see us. Yeah. Can I log into my Google account with this? Yeah, sure. What are you doing? What are you? You may break things in there, man. He starts shaking the box rapidly. It's just paper. Crazy. Huh? Oh, nó giờ chưa giờ nhiều quá. Làm trai nữa đi. Bắt là chưa Dũng chưa đến là sáng rồi, mấy người kia là mới có 11 giờ là quốc đâu đóng nhậu đâu 11 giờ tới giờ. Tại vì đang ở nhà có phó đi đâu cái nhậu sáng giờ mới ngừng. Mình là số ngày đầu tiên cái này khai thác vùng này. Hồi xưa. Uống như cá luôn. Có nhiều quá làm neo được lắm á. Dạ. Nhưng mà làm mấy ngành khác thì đi làm, nói chung mình đi làm mấy cái retail đồ thì nhiều. Giống như Lô, Home Depot vô mà minimum wage thì dễ vô lắm. Costco thì dễ, rất là dễ vô mà. Nhưng mà mấy cái hàng hải sản thì khó. Nếu mà đi làm mấy cái retail đồ nhiều dễ. Giống như lúc nào nó cũng mướn, là thấy không, lúc nào cũng có đại mướn. Giống như 2-3 giờ có thể thôi. Bây giờ còn nữa hả? Còn hôm nay làm neo và khỏe rồi. Hôm nay làm neo là ngày nào khá không? Hồi nãy tới làm neo khá không? Khá không? Nghỉ lâu rồi, làm đâu làm neo nữa đó. Nghỉ 10 năm rồi đó. Mày nó chơi thắng cái gì còn có tiền gì nữa đàm nổi á. Đàm nổi nữa đâu, đàm hẻ nữa. Thắng cái gì, đã có tiền gì. Mẹ vô Messi rồi gần đây nè. Messi rồi gần đây bán Messi rồi bán minimum wage. Sống. Nó đang tụi kia đang tụi nó đang cuốn nó đổi cái minimum wage của tôi đang lên 20 đồng giờ. Nữa à? Thì còn nó 8 đồng rưỡi. Nó bán xong. Thôi rồi, xuống đây. Lên 20 đồng thì mình chạy xuống. 20 đồng rồi. Bây giờ có 8 đồng rưỡi à. Nó đang cuốn á. Đây có 8 đồng rưỡi hả? Vậy đó mà nó đang đổi thành 22 nha. 20. Tại vì không là cũng mất mỏ rồi. Nó mới là ở New York mà có 11 đồng rưỡi mà. Chỉ có Cali cao 15. Seattle 15 đồng. Đợi chưa? Nghe nó 22 20 mới lên mà. 11 sắp trở mỗi 15 nó lên đồng tính 20. Đến đó là đủ hả? 15 đồng. Nhưng mà 15 đồng đúng rồi, Federal nó recommend nó để đề nghị lâu lắm nhưng mà đâu có mất họ đâu có approve đâu. Cái đó là theo cái budget của tụi lực cái lực cái đó là cái lực của tiểu bang. Đang quay hình thôi anh tí. Hai đồng chắc mua về đây giữ. Hai đồng. Đang quay hình thôi anh tí cho con tới cho anh Kha ra nó coi. Anh Kha ra nó vô nó coi cha nào các em á. Nó đang nói hả? Nói qua anh kia em nói chuyện nó. Nó giật tại em quay phim có cô hai đội trọng đầu cái nó con gì chị Hiếu coi. Hello. I know she yeah. Supposedly or maybe she just stay. It's like what time is it? My phone literally just died as I redeemed it. Oh, she probably staying with her boyfriend right now because it's fine in Vancouver. Yeah. Oh yeah, it's like about three hours ahead. So it's like 5:12 right now. I think she can go to the US, right? No. Yes, she can. She can. She has a passport, though. She can. But she just recently went to Vietnam for Oh, okay. So
Plus he have school now, so hey. Yes, he has school now. She have college. Well, not today. This is saying what's up. It's a holiday for her now, I teach. Yes, a holiday. Yeah, she can have some fun for herself. Okay. There's a good moment here. You have to say maybe Merry Christmas and Happy New Year to your mom and parents, your dad. In Vietnamese? Your mom in Vietnam. For real. Chúc ba má năm mới vui vẻ. Năm nay con không có ở chung với ba má. Yeah. Dạ. Còn gì nữa không? Chúc mừng Giáng sinh. Đi chơi vui vẻ với Úc Huy, Úc Ngọc. That's it. Merry Christmas to you, sister. That's cringy. And Happy New Year. Stay with your boyfriend. Peace. Peace. Wait, have you even met her boyfriend? Yeah. Okay. His name is Dylan. He's Taiwan and. He is Taiwan. He is Taiwanese. He's a country. Wow. Taiwanese. He's Taiwanese, yeah. Taiwanese and a little bit European. Okay. So half and half. Maybe most of them born here. They say maybe their parents are from Taiwan. No, he's a mix. It's mixed. Yeah. Okay. It's a mix. So like. Maybe her mom is like Taiwanese and her father is like Canadian things and probably. Yeah. So it's 50-50s like Taiwanese. Maybe even more mixed because yeah. Cindy from New York. So Kara, I have to learn Chinese also. You speak like Taiwanese. Well, he Lee Homer. Well, depend on the time though. If like Lee Homer. Ngoài lý. Well, there's two different types of Chinese. Mandarin and Cantonese. Yeah. So I don't know what he's. Mandarin is mostly from mainland and then. Yeah, Mandarin is more common. Common, yeah. Cantonese is like the OG. Cantonese come for Mandarin. Oh. Yeah. Switch record. Dang. No. Not funny. I'm recording it and then you put your password and start stealing your password from here. I go back, I do slow like 500 times so I can see your key. I can see your password. Nó không về ngày nào? Về. Mùng mấy phải về? Mùng 7 thì sao? Mùng 7 thì sao? Nó lớn rồi, nó lớn hẳn. Mùng 7 bữa nay có đi câu không? Đâu có đâu, dạ nhậu. Lễ nào đi câu không? Đi câu đây, đi tàu là đi tàu nó câu. Không đi tàu. Cá nhiều. Hồi xưa là mới xuống rồi chỉ có cái freezer, bây giờ ba cái freezer đựng đủ. Mình nào mang cá về. Cá đây á, đây mới mua cá. Thì muốn mua cá.